Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về lai lịch của ba vị tuyệt thế Đấu La và một chút thông tin về Hải Thần Đảo. Trước khi vào với video ngày hôm nay thì mình rất mong các bạn hãy bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG nhé. Rồi ok, không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Đấu La Đại Lục chính là thế giới mạnh được yếu thua. Ai thực lực càng mạnh thì cũng sẽ có quyền cất tiếng nói lớn hơn. 99 cấp phong hào Đấu La ở cả Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện đều có một vị. Hai người bọn họ có cái danh hiệu là Lưỡng Nhạc của Hồn Sư Giới. Vị tuyệt thế Đấu La 99 cấp kia của Hạo Thiên Tông chính là Đường Thần, là gia gia của Đường Hạo và tổ phụ của Đường Tam. Danh hiệu của ông lúc đó chính là Hạo Thiên Đấu La. Tên tuổi của Hạo Thiên Tông là thiên hạ đệ nhất tông môn cũng bắt đầu từ khi có Đường Thần. Còn vị tuyệt thế phong hào Đấu La 99 cấp của Vũ Hồn Điện, lúc đó là Vũ Hồn Điện Tái Quyết trưởng lão, cũng chính là Vũ Hồn Điện đệ nhất đa phủ, tên là Thiền Đạo Lưu. Hai người bọn họ đã từng nhiều lần tỉ thí, thực lực đúng là tương đương nhau. Vũ hồn của Thiền Đạo Lưu chính là Thiên Sứ Sáu Cánh, còn của Đường Thần chính là Hạo Thiên Trùy. Thực lực của Đường Thần so với Thiền Đạo Lưu thì nhỉnh hơn một chút, nhưng mà chênh lệch cũng rất là nhỏ. Xét về phẩm chất vũ hồn, Thiên Sứ Sáu Cánh mạnh hơn so với Hạo Thiên Trùy, bởi vậy mà Thiên Đạo Lưu mới miễn cưỡng có thể chống lại được Đường Thần. Nhưng xét về cảnh giới, vẫn là Đường Thần mạnh hơn. Rồi đến một ngày, Đường Thần và Thiên Đạo Lưu đều muốn quy ẩn, cho nên là tên tuổi của bọn họ rất ít người biết đến. Hai người bọn họ đã khoác vai nhau đến với Hải Thần Đảo. Trước đây thì Đường Kiếu cùng với Đường Hạo cũng đã từng qua đó một lần. Khi đó là để gửi một phong thư của Đường Thần gửi cho đảo chủ Hải Thần Đảo, chính là Hải Thần Đấu La ba tái tây 99 cấp. Hải Thần Đảo cho dù là thời của Đường Thần cũng phải nhượng ló ba phần, đó chính là bởi vì sự tồn tại của Hải Thần Đấu La ba tái tây. Xét về thực lực thì ba tái tây cùng với Đường Thần và Thiên Đạo Lưu là cùng một đẳng cấp. Có điều ba tái tây chưa bao giờ rời khỏi Hải Thần Đảo lửa bước, cho nên mới không có ai biết. Khi ở Hải Thần Đảo, Đường Thần, Thiên Đạo Lưu và Hải Thần Đấu La ba tái tây, ba người đã chiến 3 ngày 3 đêm, làm cho trời long đất lở. Đường Thần cùng với Thiên Đạo Lưu đều thua ba tái tây. Lấy thân phận bọn họ đương nhiên là không thể liên thủ chiến đấu cùng đối phương, cũng sẽ không dừng phương pháp xa luân chiến. Trong vòng 3 ngày, hai người bọn họ cùng ba tái tây liên tục giao chiến và đều thua. Hơn nữa là cả hai người bọn họ đều là thua liên tục. Ba tái tây thì không thèm cả nghỉ mà đánh luôn cả hai người. Thật ra thì đó là Hải Thần Đảo, là địa bàn của Hải Thần Đấu La. Xét về thực lực của Hải Thần Đấu La và Đường Thần thì không phân cao thấp. Nhưng khi mà ở Hải Thần Đảo, trừ phi là cường giả có thực lực trăm cấp, nếu không thì cũng không ai có thể có khả năng chiến thắng được ba tái tây. Bởi vì thực lực của ba tái tây lúc này đã đến trình độ có thể điều khiển được đại hải chi lực. Có sự giúp đỡ của thiên địa chi lực, Đường Thần không phải là đối thủ là đúng rồi. Hải Thần Đảo chính là một địa phương rất đẹp. Nơi này là nơi sinh sống của mấy ngàn hồn sư dưới sự tọa trấn của Hải Thần Đấu La. Bọn họ tự xưng là con của biển rộng, mà Hải Thần Đấu La chính là đại ngôn nhân của đại hải. Vũ hồn của ba tái tây chính là Hải Thần, nếu không cho dù ba tái tây đột phá trăm cấp, cũng không có khả năng điều khiển được sức mạnh của biển. Đường Hạo và Đường Khiếu khi còn trẻ đã cùng người của Hải Thần Đảo xảy ra xung đột. Lúc bắt đầu thì bọn họ coi như là thuận lợi, có thể nói là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng về sau lại gặp thất bại. Thuộc hạ của ba tái tây có 5 đại lĩnh chủ, tất cả đều là cấp bậc phong hào Đấu La. Nhưng khi giao chiến với Đường Hạo và Đường Khiếu cũng chỉ là một người xuất chiêu. Hắn chỉ cần dùng đến đại lục hồn kỹ đã bắt sống được Đường Hạo và Đường Khiếu. Kỹ năng của Hải Hồn Sư khác biệt rất lớn, luôn có thể mượn đại hải chi lực để phát động công kích. May mắn là Đường Hạo và Đường Khiếu chỉ đi truyền tin, ba tái tây sau khi nhìn thấy lá thư của Đường Thần viết, đơn giản là chỉ hỏi vài câu về tình hình gần đây của Đường Thần, rồi sau đó thả cho bọn họ rời đi. Muốn lên Hải Thần Đảo là phải thông qua khảo nghiệm, nếu có thể thông qua khảo nghiệm sẽ được thừa nhận là thành viên của Hải Thần Đảo. Nhưng khi đã thông qua khảo nghiệm thì không thể làm rời khỏi nơi đó. Ở Hải Thần Đảo không thể giết người, Hải Hồn Sư phần lớn tính cách là rất ôn hòa. Tuy rằng bọn họ bắt người từ ngoài đến, nhưng bình thường cũng chỉ là đuổi đi mà thôi. Nhưng mà nếu như ở nơi này động thủ giết người trước, tình huống liền khác biệt. Sự trả thù của Hải Hồn Sư không phải ai cũng có khả năng tiếp nhận. Mình phải nói thêm về Hải Hồn Thú ở nơi đây rất là khát máu. Trong đám Hải Hồn Thú tuy rằng cũng có con trời sinh tính ôn hòa, nhưng chỉ là số ít. Hơn nữa vì rất khó mà phân biệt đẳng cấp của chúng cho nên rất là nguy hiểm. Vừa rồi chính là một ít thông tin lai lịch của ba vị tuyệt thế Đấu La 99 cấp, cùng với đó là Hải Thần Đảo. Các bạn thấy video này thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG nhé. Cuối cùng thì NTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.